dầm muối cho mọi người xem nhá mọi người. À, bây giờ Giang sẽ đi lựa ổi cho anh em xem. Mời anh em đón xem nhá. Mình bắt đầu đi. Giờ sẽ đi lấy rổ. Ôi cái này bẩn lắm. Cái sổ. Ổi xanh thế mà cũng hái à? Ổi chín mà. Kì kìa, hai quả to ngoài kia kìa. Từ từ. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Kia đây, kia còn hai quả to, kia quả to đùng kia kìa. Đấy chưa chín. Chín ăn chấm không ngon. Đây này. Ổi này là ổi bo đấy. Biết đâu chị. Ăn được những quả chín thôi. Quả nào bấm thì mới bấm được thì mới ăn được. Quả bé tí ấy. Quả này chín rồi. Kia kìa. Hái quả to kia đi. Hái đi. Hái lượm luôn. Ngã đấy. Không ngã được rồi. Gãy làm sao được cây anh dung cho nó ổi nó rụng. Kìa kìa nó gần rụng rồi kìa. Không ngã. Không rụng. Kìa ổi kìa. Khổ ghê. Mọi người ơi, mọi người thấy mình đẹp trai không? Đây là vũ điệu cây ổi. Kia kia, hái ổi đi. Gây làm sao được? Không xuống đâu, ao sâu lắm. Hái đi, hái đi. À, sao bảo hạ, sao bảo ấy, vất xuống cho cá. Đi ra em vào em xuống bắt ốc. Xuống bắt ốc. Sâu xuống. Lắm, sâu lắm, đừng nó chìm. Chìm làm sao được chìm mà chìm đấy. Muốn bắt ốc nhảy xuống luôn. Nhảy. Không. Nó chìm. Ta đố mày ở trên cây ổi mày nhảy được một vũ điệu ấy. Không. Nhảy đi.
Cục xì đầu là ôm bê lắc. Vịt mẹ mệt vãi mất dậy. Nhảy xuống. Nhảy đi, nhảy ra đi. Nó sẽ chìm. Không chìm được, không. Chìm bám vào cái ổ ấy. Không lên được thì. Không lên được anh nhảy không anh chịu. Anh đừng có phép, anh sợ ngứa. Anh mà rơi đây anh mặc kệ em chứ được. Không chìm được. Chìm là không chìm. Nhảy xuống đi. Nhảy đi. Nhảy ao đi, nhảy ao như này sẽ tắm xong cởi chuồng. Cởi chuồng tắm xong. Nhảy xuống. Vãi cả sâu lắm. Anh em ạ, cái độ sâu. Vãi sâu lắm. Lên. Trèo lên cái ổi. Bám mà trèo lên. Vậy đây kéo à. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Vãi kèo lầm như ma. Vãi cả nhát như chó. Chó không ép bằng tao đâu. Ao bẩn lắm, thôi lên. Ao bẩn lắm, thôi lên đi. Quá trình vặt ổi xong rồi mọi người. Đó. Bây giờ sẽ rã muối làm món ổi dầm cho mọi người ăn. Rồi, làm món ổi đi. Thay làm gì dã luôn.